chào anh Khánh nha. Mình cũng mới nhận cái quà của anh tặng đây. Đây mới nhận được từ bưu điện. Đây để mình mở ra xem sao. Rồi, vậy là gió hoang vu. Gió hoang vu đã có trong tay mình rồi. Thì thú thật anh là mấy ngày hôm nay là trước nhà mình là có cái công trình làm nước á, bên công trình thủy lợi làm cống nước, cho nên là nói chung là cũng hơi vất vả một tí, và nhà nghỉ thì cũng hoạt động lại. Thì nói chung là công việc thì không có gì nhưng mà nó cũng hơi bề bộn. Rồi bây giờ là nhận được cuốn sách của anh là có trong tay rồi. Rồi khi nào mà thời gian cho phép thì mình sẽ mở ra mình sẽ đọc hết. Sẽ đọc hết này. Cụ già của mình mà còn đọc hết cũng gió hoang vu mà không chi là mình không đọc được. Nói chung là thôi bây giờ mình sẽ gửi lời cảm ơn thành thật nhất đối với nhà thơ Mỹ An là một. Cái thứ hai nữa gửi lời thăm bố già, chúc sức khỏe bố già, sống lâu hơn nữa, nha, vượt 100 tuổi, vượt nhiều. Và gửi lời thăm gia đình, đại gia đình, sức khỏe là bình an, mong làm sao mà chống hết dịch rồi anh em mình có một ngày nào, một là tôi ra ngoài đó, hai nữa là anh vào Phan Thiết đó. Tất cả chúng ta cũng mong muốn cái điều tốt đẹp nhất, thứ nhất là tình cảm trân quý đến với gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn anh Khánh rất nhiều, gửi lời thăm bố già. Xin chào anh nha.